Nó lại chín lên. Đi về đi. Đi về đi. Về chưa? Bốn già rồi đấy. Chứ già đâu còn cái gì nữa đâu. Vào đây chỉ khí thôi mà. Khí ơi. Thôi nhá, đừng bu vậy. Không ăn cái này nữa. Tội nghiệp cho nó ăn những cái sợi cước này. Ở đâu có gì cho nó ăn đâu.